Truyền thông Ba Lan đưa tin, lực sĩ 46 tuổi Arthur Van Zandt, người được mệnh danh là người đàn ông khỏe nhất hành tinh, đã qua đời tại bệnh viện cách đây ít ngày, sau hơn một tháng nằm điều trị. Lực sĩ nặng 130kg, nhập viện khi bị đối thủ tát tới bất tỉnh khi anh tham dự cuộc thi tát, có tên gọi là Punch Down, được tổ chức tại Ba Lan hồi tháng 10. Đây là một cuộc thi tát được tổ chức theo thể thức 1-1. Các đối thủ đứng ở hai đầu đối diện của bàn và ra đòn vào mặt của nhau bằng bàn tay mở của họ. Arthur Van Zandt, sau khi bị lực tát quá mạnh của đối thủ là David Valevsky, đã bất tỉnh tại chỗ, nhanh chóng được nhập viện cấp cứu nhưng không qua khỏi sau hơn một tháng điều trị. Khi bị suy đa cơ quan, xuất phát từ việc hệ thần kinh trung ương bị tổn thương nghiêm trọng. Ngay sau khi nhận tin buồn về đối thủ của mình, không có lời chỉ trích để nhằm vào phía David Zalewski, khiến lực sĩ này phải lên tiếng bảo vệ bản thân. Đây là môn thể thao đối kháng, bi kịch xảy ra trong bất kỳ môn thể thao nào. Mới đây, ngôi sao UFC Conor McGregor đã khiến người hâm mộ bất ngờ về bề ngoài của mình sau khi đăng tải một số hình ảnh lên Twitter. Bác sĩ người Ireland đã đăng dòng trạng thái để thông báo về việc mình đang sở hữu tới 85kg cơ bắp, và điều đó khiến anh trở nên vạm vỡ hơn thường ngày rất nhiều. Có thể nói, sau trận thua Dustin Poirier tại sự kiện UFC 264, Conor McGregor đã dành rất nhiều thời gian trong phòng gym để tập hồi phục cũng như tăng cường cơ bắp, và dường như rất ít người để tâm tới điều này. Với một võ sĩ tham gia ở lightweight có giới hạn trọng lượng khoảng 70kg, thì ở thời điểm hiện tại, cân nặng của McGregor đã chạm mốc 85kg. Đó là một trọng lượng khổng lồ với một võ sĩ chuyên nghiệp. Một số khán giả sau khi thấy vẻ ngoài mới nhất của Conor McGregor đã bông đùa với bình luận "Rest in peace, lightweight", ngụ ý cho việc võ sĩ 32 tuổi đang dần hết hứng thú với hạng cân này. Conor McGregor đã không thi đấu kể từ khi chấn thương gãy chân gặp phải ở cuối hiệp 1 trong lần chạm trán thứ 3 với Dustin Poirier vào tháng 7. Anh đã dành thời gian để phẫu thuật cũng như hồi phục thể trạng của mình nhằm sẵn sàng cho những mục tiêu vào đầu năm sau. Theo một nguồn tin mới đây cho biết, đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An có đến 7 vận động viên nhiễm Covid-19. Đội bóng đang đứng trước nguy cơ phải bỏ giải vô địch quốc gia diễn ra trung tuần tháng 12. Thật đáng tiếc khi VTV Bình Điền Long An hiện đang là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch năm nay. Hiện tại, phía trung tâm và đội bóng vẫn chưa chính thức lên tiếng về vụ việc. Được biết, trung tâm đã cách ly toàn đội. Nhóm vận động viên nhiễm Covid-19 sẽ được điều trị riêng và nhóm còn lại vẫn duy trì tập luyện. Tuy nhiên, đội bóng miền Tây sẽ khó có thể tham dự vòng 2 với tình hình dịch bệnh như hiện nay. VTV Bình Điền Long An đã rơi vào thế khó, nay càng thêm khó. Việc thiếu vắng Thanh Thúy, đội bóng này mất đi 70% sức mạnh. Vừa bổ sung được Ngọc Hoa với hy vọng cải thiện đội hình, thì thành viên nòng cốt như Đào Thị Nhung quyết định không tham dự cùng đội. Một cố gắng của các cô gái gần như biến mất khi có 7 thành viên có kết quả dương tính với Covid-19. Suko là một trong những nhân vật quan trọng của series hoạt hình Arkham tới từ Riot Games, và mới đây hắn đã được xác nhận sẽ đến với đấu trường chân lý vào năm tới. Tuy nhiên, Riot Games cũng chia sẻ rằng Suko sẽ không góp mặt trong vũ trụ Liên minh huyền thoại. Nhiều các fan của tựa game này đã rất trông chờ vào viễn cảnh đó. Theo như kế hoạch được công bố, Suko là một nhân vật phản diện của thế giới ngầm và sẽ được đưa vào game vào tháng 2 sắp tới. Thông thường chúng tôi có thể thêm các vị tướng của Liên minh huyền thoại vào đấu trường chân lý và bôi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, bởi vì Suko không tham gia vào Liên minh huyền thoại nên chúng tôi buộc phải xây dựng lại anh ta từ ban đầu, đại diện Riot Games chia sẻ. Bên cạnh đó, hãng game này cũng gợi ý rằng các nhân vật khác từ bên ngoài vũ trụ Liên minh huyền thoại có khả năng tham gia vào đấu trường chân lý trong tương lai. Việc Suko là nhân vật đầu tiên nằm ngoài Liên minh huyền thoại tham gia vào đấu trường chân lý. Thì chúng tôi hoàn toàn có thể cân nhắc khả năng sẽ phát triển phương án này trong tương lai. Đó có thể là một số nhân vật bên ngoài Runeterra. Mới đây, thủ môn David De Gea đã chính thức thành lập đội tuyển eSports với tên gọi Rebels Gaming. Thời đại công nghệ và kỹ thuật số đã tạo ra một sân chơi để phát triển năng lực và tiến đến ước mơ. Chúng tôi muốn Rebels Gaming trở thành một đội tuyển ở đẳng cấp thế giới, không chỉ cạnh tranh mà còn là nơi đào tạo và truyền cảm hứng cho những nhân tài trẻ tuổi có đóng góp cho cộng đồng. Trong giai đoạn đầu thành lập, đội tuyển này hướng đến những mục tiêu lớn ở ba tựa game là Liên minh huyền thoại, Valorant và Rainbow Six, tựa game yêu thích của David De Gea và nhiều fan tại Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, Rebels Gaming cũng sẽ tập trung vào việc xây dựng thương hiệu trong thời gian này. Đội tuyển sẽ có một gaming center tại Valdebebas, Madrid. Ngoài vai trò là nơi đào tạo cũng như tập luyện, gaming center sẽ được mở cửa cho các fan tham quan và truyền tải những thông điệp từ David De Gea đến cộng đồng. Được biết, hai người đồng đội khác của anh tại Manchester United là Jesse Lingard và Harry Maguire cũng lên kế hoạch thành lập tổ chức eSports cho riêng mình. Cách đây không lâu,
Lingard đã mua lại tổ chức Outer City Esports, một đội tuyển esports trong tựa game Rainbow Six Siege tại giải đấu của Anh và Ireland. Trong khi đó, Harry Maguire cũng đang là đại sứ thương hiệu của tổ chức Samba Fortis